Xin chào các bạn senpai, mình là cô hai Khắc Nghĩa. Thực ra mình làm video này với mục đích là mình đã học tiếng Nhật Rất lâu rồi, thế mà nó không có một chút cải thiện nào cả. Thế nên là ngày hôm nay mình rất hy vọng là qua video này, mình rất là mong các anh chị senpai hãy giúp đỡ những câu hỏi của mình để giúp cho mình cái việc học tiếng Nhật của mình nó sẽ tốt hơn. Onegaishimasu. Câu hỏi đầu tiên đó là tại sao trong tiếng Nhật nó lại phân ra làm 3 bảng chữ cái vậy hả các senpai? Thứ nhất là bảng chữ mềm gọi là gì nhỉ? Hiragana này, rồi là bảng chữ cứng là katakana và chữ Hán. Tại sao nó lại phân biệt làm 3 bảng chữ cái như vậy hả các senpai? Rất mong các senpai hãy trả lời câu hỏi này của mình. Câu hỏi số 2. Khi mà mình mới bắt đầu học tiếng Nhật ấy, sau khi mình đã nhớ bảng chữ cái rồi, thế thì trong lớp tiếng Nhật có một giờ đó là luyện chính tả, tức là giáo viên sẽ đọc và mình sẽ viết. Nhưng mà có một cái phần mà tên của người Nhật ấy, thì thực sự là mình không hiểu là làm thế nào để biết được đâu là tên của người Nhật và đâu là tên của người nước ngoài vậy. Ví dụ ban đầu mình mới nghe cô giáo nói là Mida-san, nhưng mà mình cũng không biết là Mida có phải là tên của người Nhật hay không. Rồi là Kobayashi cũng thế, hay là Sumito-san, rất là nhiều luôn. Làm thế nào mà để nghe một phát là có thể biết là tên đó là tên của người Nhật vậy hả các senpai? Rất mong senpai hãy chỉ cho mình. Ở những bài đầu mình đã được học cấu trúc ngữ pháp đó là A, wa, bi, desu. Và trong trường hợp này thì các thầy cô giáo có nói là wa ở đây có nghĩa là thì, là. Nhưng mà hôm trước thì mình lại nghe một số người bảo là cái desu ở đằng sau ấy, nó mới là thì, là. Còn lý do vì sao thì mình cũng không biết. Và người đó có nói là hóa ra từ trước đến giờ là các thầy cô giáo ở Việt Nam đều dạy sai hết. Wa ở đây không mang nghĩa là thì, là, mà desu mới mang là ý nghĩa thì, là. Rất mong các senpai hãy giải đáp cho mình câu hỏi này. Ở trong bài đầu, ở phần giới thiệu bản thân thì có một câu mình đã được thầy cô giáo dạy cho đó là Nani nani kara kimashita. Có thể là ví dụ như là Hưng Yên kara kimashita, Hòa Bình kara kimashita, Nihon kara kimashita. Nhưng mà mình đang học tiếng Nhật ở Việt Nam ấy các bạn. Và xuất thân của mình, quê hương của mình cũng là ở Hà Nội. Mình đang ở trên quê hương của mình mà mình nói là Hà Nội kara kimashita. Liệu như vậy có được không hả các bạn? Rất mong các bạn hãy trả lời câu hỏi này cho mình nhé. Ở trong tiếng Việt thì mình đã quen gọi những người lớn tuổi hơn mình là anh hoặc chị, hay là người thấp tuổi hơn mình đó là em. Thế thì sang tiếng Nhật ấy, mình gọi người khác là one-san hay là oni-san, liệu có được không hả các senpai? Khi mà em mới bắt đầu được học trận từ mố ấy, thì thầy cô giáo em có dạy là ví dụ như là muốn nói là người này là học sinh và người này cũng là học sinh. A-san wa gakusei desu, bi-san mo gakusei desu. Nhưng mà ví dụ trong trường hợp mà ngồi cạnh em nó không phải là hai người mà nó là ba người đi. Ví dụ là A-san wa gakusei desu, bi-san wa isha desu, si-san mo gakusei desu. Nếu mà em nói như thế thì liệu có được không ạ? Tiếp theo đó là cái phần trợ từ no em đã được học, nó có mang nghĩa là sở hữu. Ví dụ quyển sách của tôi thì sẽ là watashi no hon. Vậy thì em muốn hỏi là trong một câu ấy, nếu mà em sử dụng rất là nhiều trợ từ no nhiều hơn nữa thì liệu có được không ạ? Ví dụ em đi về quê ấy, em giới thiệu là đây là con của chị gái của mẹ em chẳng hạn, thì nó rất là nhiều trợ từ no, thì em đã nói là kono hito wa watashi no okasan no onesan no kodomo desu. Nhưng mà ví dụ những câu khác em nói nhân lên rất là nhiều trợ từ no ấy ạ, liệu có được không ạ? Ở bài 2 thì em đã được học câu cảm ơn trong tiếng Nhật đó là Domo arigato gozaimasu. Nhưng mà em xem trên TV hay là em vào một số cửa hàng Nhật khi mà em đi du lịch ấy, thì người ở trong siêu thị họ còn nói là arigato gozaimashita. Các senpai hãy giải thích cho em tại sao một cái là arigato gozaimasu và một cái là arigato gozaimashita. Cảm ơn mà lại đã cảm ơn là sao ạ? Em không hiểu ạ. Ở bài số 4 học về thì của động từ ở trong câu thì em vẫn không hiểu là tại sao các động từ nó cứ phải ghép với cả cái trợ từ tên là ố vậy ạ? Em vẫn chưa hiểu là cái trợ từ ố đấy thì nó có chức năng là gì và cái mục đích mà người ta sử dụng trợ từ ố đó nó là gì. Tiếp theo là em có được học là buổi sáng là goze và buổi sáng cũng là asa. Thế bây giờ ví dụ em nói là em thức dậy vào 7 giờ sáng, asa shichiji ni okimashita. Hoặc là em nói là gozen shichiji ni okimashita thì liệu có được không ạ? Và các senpai có thể chỉ cho em là nếu mà nói đúng thì sẽ nói cách nào ạ? Bởi vì cả hai cái này em thấy nó đều là buổi sáng, vậy thì nói được đúng không ạ?
Và cái trợ từ tố ấy ạ. Trợ từ tố thì là ví dụ nói cái này và cái này, A và B sẽ là A to B. Thế thì bây giờ ví dụ trong một câu em nói là có những người mà cùng đi với cả em ấy, thì em cứ nói một loạt cấp số nhân lên là nhiều tố có được không? Và các senpai có thể phân biệt hộ cho em là cái ikimasu với cả kimasu nó khác nhau như thế nào không ạ? Em vẫn chưa phân biệt được hai cái này và sử dụng nhầm rất là nhiều. Với cả densha với cả chikatetsu thì khác nhau như thế nào ạ? Bởi vì em thấy ở trong phần dịch tiếng Việt nó đều ghi là tàu điện. Một cái chikatetsu thì nó có ghi là tàu điện ngầm. Nhưng mà anh em có kể là anh em đi Nhật ấy, ở bên Nhật nó có một số cái chikatetsu, tức là cái tàu ngầm ấy, nó đi dưới tàu ngầm nhưng mà về sau nó lại nổi lên trên mặt đất và đi đường ray ở bên trên ấy ạ. Thế thì chả nhẽ tất cả những cái con tàu chạy thì đều gọi là chikatetsu ạ? Thì rất mong các senpai hãy phân biệt hộ em cái này. Với cả cái phần đại từ nhân xưng ngôi số 2 là anh ấy với cả cô ấy ạ. Thì cái phần cô ấy là kanojo. Ý em bảo là cái con bé cùng lớp với cả em ấy, là hôm nay em nghĩ là nó không tới. Thế nên em mới nói là bảo là kanojo ạ, kyo kimasen. Thế là mấy đứa bạn ở trong lớp ấy, nó cứ bảo em là ơ, con đấy là người yêu của mày á. Thế thì nếu mà em muốn nói về cái ngôi nữ số 2 thì em phải làm như thế nào để các bạn không bị trêu ở các senpai? Các senpai cho em hỏi là có asa gohan là cơm bữa sáng này, mà hide gohan là bữa trưa này, và bang gohan là bữa tối. Thế thì như người Việt Nam bọn em toàn đi ăn đêm ấy ạ, thì gọi bữa đêm đấy là gì ở các senpai? Với cả ở cái phần động từ khi mà em học về ăn uống ấy ạ, giáo viên thường hỏi em là buổi sáng ăn cái gì. Thì bây giờ em nói là em ăn bánh mì với cả uống sữa. Nhưng mà ăn với cả uống nó khác nhau mà senpai. Thế chả nhẽ em lại nói là pang to miruku o tabemasu. Nhưng mà uống sữa chứ không phải là ăn sữa. Thế thì em phải nói như thế nào cho nó hợp lý ạ? Cái đi ngắm hoa anh đào là gì nhỉ? Là ohanami các senpai ạ. Tức là đi ngắm hoa anh đào thì sẽ gọi là ohanami ngắm hoa. Thế cho em hỏi là những cái loài hoa khác, bởi vì em thấy là ở bên Nhật đấy, bọn bạn em nó toàn đi chụp mấy cái ảnh ví dụ như hoa tulip rồi các thứ đấy ạ. Thì ngắm hoa đấy có được gọi là ohanami không ạ? À đúng rồi senpai ơi, từ để hỏi là nan desu ka ạ. Em thấy là cái cách đọc của nó vẫn còn là nani đấy đúng không ạ? Thế khi nào mà mình biết được là nó lại đọc là nani, lúc nào nó đọc là nan ạ? Các senpai hãy phân biệt cho em với. Và ô trà là trà, cô trà cũng là trà. Thế hai cái này thì khác nhau như nào ạ? Rồi là em thấy là gyu niu là sữa, miruku cũng là sữa. Thế hai cái này sử dụng khi nói về sữa mẹ thì mình sẽ sử dụng cái nào ạ? Còn một cái nữa là mise là cửa hàng ạ. Còn nha cũng là tiệm, cũng là cửa hàng. Như em nói là tiệm sách thì người ta sẽ bảo là hong nha. Thế nếu em nói là hong mise thì có vấn đề gì không ạ? Vâng thưa các senpai, em là cô hai khác nghĩa. Thì vừa rồi là tất cả những cái câu hỏi mà em không hiểu khi bắt đầu học tiếng Nhật. Em rất mong là các senpai hãy chỉ cho em những câu hỏi, hãy giải thích cho em những câu hỏi này để em có thể cải thiện cái khả năng tiếng Nhật của em. Thực ra thì còn rất là nhiều các câu hỏi các senpai ạ. Và em sẽ cố gắng tập trung lại những câu hỏi này và gửi cho các senpai. Rất mong các senpai giúp đỡ. Em cảm ơn vì đã xem video này. Senpai, arigatou gozaimasu. Dewa, mata.